Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố bộ đề thi tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo nhận định của nhiều học sinh, giáo viên, về cơ bản đề năm nay tương đồng so với năm 2022, đồng thời mức độ phân hóa không nhiều, theo đúng mục tiêu đề ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kỳ thi dùng để xét tuyển tốt nghiệp. Trường đại học mà Nguyễn Phương Thảo muốn đăng ký sử dụng hình thức xét học bạ và dùng điểm thi trung học phổ thông để lấy điểm đầu vào. Do đó, Thảo kỳ vọng đề thi minh họa để có thể giúp em có định hướng ôn tập tốt hơn. Với những đề như thế này thì em nghĩ là sẽ hơi khó cho những bạn học sinh giỏi à. Tại vì nó không phân loại được nhiều cấp độ nên là điểm 9, điểm 10 nó sẽ khá nhiều thì sẽ không tạo được lợi thế cho những bạn học thật sự giỏi. Đó là vector MO nhân vector MA để cho nó lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, các bạn lưu ý nhé, M thì thuộc mặt ngoài cho nên là Z của nó là chạy từ 0 đến 10. Một buổi luyện tập đã được giáo viên giải và hướng dẫn về đề thi minh họa cho học sinh, phân tích những khả năng thường có trong đề cũng như những lỗi mà học sinh mắc phải. Đề thi minh họa đưa ra giúp học sinh nhìn nhận những phần kiến thức mình cần thiếu và trọng tâm ôn tập. Đó là cái đề thi này là tương đối là vượt sức với học sinh, cũng có rất là nhiều bẫy nhanh. Học trò của mình cũng mới vừa giải xong thì thấy rằng là các con cũng rất là dễ bị mắc bẫy đấy. Câu hỏi thì rất là phù hợp với học trò. Và cái đánh giá mức độ thì mình đánh giá rằng là phổ điểm chung sẽ là khoảng tầm 8 điểm. Và học trò học vững thì sẽ hơn 9 điểm, đấy phải đến 10. Không có đột biến, cấu trúc đề minh họa các môn đều giữ ổn định so với năm trước. Trong đó 60% mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong chương trình đều có thể làm được. Mức độ phân hóa tập trung ở 10 câu cuối nhưng cũng không khó. Từ đó các trường sẽ phân bổ thời gian và cách thức ôn tập phù hợp hơn cho từng đối tượng học sinh của mình. Nắm vững kiến thức cơ bản, còn cái phần nâng cao thì mình sẽ dành để ôn tập vào những cái thời điểm mà cuối kỳ hoặc giữa kỳ để các con có thêm được những cái phần kiến thức nâng cao để các con được điểm cao hơn. Còn những cháu mà nó có cái nguyện vọng mà muốn thi để xét điểm đại học thì hiển nhiên là sẽ các con sẽ có những cái chiến lược riêng. Thì chúng tôi đã gửi các cái đề thi mẫu này cho các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường để các thầy cô cũng xem các đề thi mẫu đấy. Từ cái đề thi mẫu đấy thì các thầy cô sẽ phiên bản ra các cái đề thi tương tự để làm cái nội dung ôn tập cho các học sinh khối 12. Đề minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay công bố ngay từ đầu tháng 3 tạo thuận lợi hơn cho học sinh và các nhà trường lên kế hoạch ôn tập phù hợp. Việc đề thi giữ mức độ tương đồng như năm trước sẽ giúp học sinh lớp 12 cởi bỏ được phần nào áp lực. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để thầy và trò tham khảo trong quá trình ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.